Chào các bạn, hôm nay Phong Thủy May Mắn sẽ luận giải về tử vi tuổi Tân Hợi năm 2020. Trong năm Canh Tý, bản mệnh nạp âm là Bích Thượng Thổ, Phong Thủy May Mắn xin tiết lộ đôi điều về vận trình tử vi tuổi Tân Hợi 2020. Con giáp này dễ gặp phải tiểu nhân, dù là tình cảm hay là tài lộc thì cũng đều bất ổn, dễ phải đối mặt với tổn thất cả về tình và tiền. Phong Thủy May Mắn tặng miễn phí cho bạn Thái Tuế Phù là bùa may mắn trong năm 2020. Các bạn hãy liên hệ với Phong Thủy May Mắn để nhận được phần quà này nhé. Đầu tiên thì hãy cùng Phong Thủy May Mắn khái quát chung về tuổi Tân Hợi năm 1971. Con giáp thuộc niên mệnh này, bản mệnh nạp âm là Thoa Xuyến Kim, có ngày sinh từ ngày 27 tháng 1 năm 1971 đến ngày 14 tháng 2 năm 1972. Xét về nam mệnh, xét về sự nghiệp của nam mệnh Tân Hợi năm 1971, trong năm Canh Tý, người tuổi Tân Hợi có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp nhờ được quý nhân giúp đỡ. Tuy nhiên, vì khả năng cạnh tranh không mạnh nên con giáp này khó chiếm được ưu thế hơn người, dễ để cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc. Để công việc được suôn sẻ, gặp ít sóng gió, khuyên nam mệnh Tân Hợi nên thỉnh bát bảo tâm kinh vào vòng tam hợp quý nhân. Vòng tam hợp quý nhân dùng để chiêu quý nhân, khi được quý nhân giúp đỡ thì công việc hanh thông, thuận đà phát triển. Bát bảo tâm kinh đem lại bình an, may mắn, gia tăng phúc lộc. Khi phúc lộc tăng thì công danh sự nghiệp cũng theo đà mà phát triển. Thêm vào đó thì tiểu nhân luôn rình rập bên cạnh để phá rối, nên bản mệnh khó đạt được bước tiến lên trong sự nghiệp. Cơ hội thăng chức tăng lương gần như là nằm ngoài tầm với. Năm nay, người tuổi Hợi cũng gặp nhiều bất lợi nếu tham gia các cuộc thi cử, bầu cử cũng như là trong các mối quan hệ xã giao với mọi người. Lời khuyên cho bản mệnh trong năm 2020 là không nên hành động theo cảm tính, nên giữ lý trí, suy nghĩ kỹ càng trước khi bắt tay vào làm bất cứ việc gì. Trong các mối quan hệ thì cần nhận ra và tránh xa những kẻ tiểu nhân gây hại cho sự phát triển của bản thân. Biết cách hành xử khéo léo để thân thiết với những người chính trực, đứng đắn, giữ các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Trong chuyện tình cảm thì cần có thái độ chung thủy, không nên bắt cá hai tay, khiến chuyện tình cảm trở nên phức tạp, rắc rối, gây ảnh hưởng tới sự nghiệp hoặc làm tổn thương bản thân cũng như là người khác. Khi lựa chọn đầu tư, không nên lựa chọn đầu tư vào những ngành nghề như là thủy sản, thủy lợi, tài chính, thực phẩm. Xét về tài lộc, người tuổi Hợi không vượng đường tài lộc trong năm 2020. Trong các việc đầu tư, kinh doanh, bạn dễ bị đối thủ giành trước cơ hội, dễ phải chịu tổn thất, thậm chí là rơi vào cảnh phá sản do tin tưởng anh em, bạn bè hoặc do cạnh tranh thất bại. Có thời điểm bản mệnh gặp rắc rối về tài chính do hiếu thắng, thiếu suy nghĩ hoặc do hứng thú nhất thời. Vì thế, trong thời điểm này tuổi Tân Hợi chớ nên tham gia nhiều mối đầu tư, đặc biệt là những mối đầu tư lợi nhuận cao nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ cao. Không nên hợp tác làm ăn với người khác, trong đó có cả những mối quan hệ anh em, bạn bè thân thiết. Nếu không sẽ dẫn đến tình trạng tiền bạc thất thoát, thậm chí là phá sản. Để tài lộc tăng thì hãy sử dụng bát bảo tâm kinh. Bát bảo tâm kinh là vật phẩm phong thủy được thiết kế hai mặt, bao gồm mặt trước là hình tượng tám bảo vật của nhà Phật, tượng trưng cho sự bình an, may mắn. Mặt sau là bát nhã tâm kinh và ngũ bộ chú, giúp gia tăng phúc đức, phúc phần. Phúc phần tăng thì tuyệt nhiên tài lộc cũng tăng, công danh sự nghiệp thăng tiến. Khi làm việc cần phải suy nghĩ kỹ càng, có tâm lý đề phòng người khác, không nên tin theo lời một ai một cách quá là dễ dàng. Ngoài ra, bản mệnh cũng cần phải có lối sống khoa học, biết giữ mình, tránh xa các chất kích thích dễ gây tổn hại sức khỏe và là nguồn cơn gây ra những rắc rối không đáng có trong sự nghiệp. Xét về tình cảm tuổi Hợi năm 2020, trong năm 2020 thì người tuổi Tân Hợi đào hoa khá vượng. Cho dù bản mệnh là nam hay là nữ thì nhân duyên với người khác giới thì đều rất là tốt đẹp. Còn nếu là người độc thân, bạn dễ có được những bước đột phá trong chuyện tình cảm, thậm chí có thể bước vào một cuộc sống hôn nhân. Tuy nhiên, tình cảm lứa đôi không phải lúc nào cũng đến với bạn một cách dễ dàng. Vì thế, ngoài việc lựa chọn một đối phương phù hợp với mong muốn, thì bản mệnh cũng cần không ngừng nhìn lại bản thân, sửa đổi những thói hư, tật xấu, phát huy những điểm mạnh của chính mình. Một khi đã tìm được người ưng ý thì nên biết trân trọng, không nên kén cá chọn canh, cuối cùng thì sôi hỏng bỏng không. Mặt khác, vận đào hoa vượng không phải là dấu hiệu cắt lành cho những người đã lập gia đình. Vào năm Canh Tý thì bản mệnh dễ
phạm vào đào hoa dữ, đề phòng các đối tượng khác giới có ý định tiếp cận, gần gũi với mình. Với những người đã lập gia đình, để vợ chồng hòa hợp hạnh phúc, anh chị hãy thỉnh ngay khổng tước phỉ thúy mang bên mình. Trong trường hợp bạn tình của mình có dấu hiệu ngoại tình bồ bịch linh tinh thì hãy sử dụng gà trống hoặc là kiếm gỗ đào để hóa giải. Hãy biết giữ mình và giữ khoảng cách, tránh để chuyện tình cảm ngoài luồng gây ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân cũng như là sự nghiệp. Về sức khỏe, tuổi Tân Hợi năm 1971 vào năm Canh Tý thì tình hình sức khỏe của người tuổi Tân Hợi không mấy được khả quan. Thái tuế thủy vượng khiến các yếu tố kim và hỏa trong ngũ hành bị yếu đi, khiến bản mệnh dễ mắc các bệnh về tim mạch, dễ phải chịu nhiều áp lực trong cuộc sống. Hệ hô hấp cũng không khỏe mạnh, bản mệnh dễ mắc phải những căn bệnh như cảm cúm, thấp khớp do sự thay đổi của thời tiết, một số người gặp vấn đề về thận. Trong năm nay thì bản mệnh không nên nóng nảy, chủ động gây thị phi, mâu thuẫn với người khác trong các buổi liên hoan tụ tập, cũng như là trong cuộc sống thì cần phải biết giữ mình, không nên lạm dụng bia rượu, thuốc lá hoặc có thái độ sống quá phóng túng gây ảnh hưởng cho sức khỏe về lâu về dài. Ngoài ra, tuổi Hợi cũng nên tránh đến những nơi ẩm thấp có nhiều sát khí nếu không muốn những yếu tố không lành mạnh ảnh hưởng đến mình. Sức khỏe không được tốt trong năm, hãy thỉnh Bát Bảo Tâm Kinh để đem lại bình an sức khỏe. Bát Bảo Tâm Kinh là vật phẩm phong thủy được thiết kế hai mặt, bao gồm mặt trước là hình tượng tám bảo vật của nhà Phật tượng trưng cho sự bình an may mắn, mặt sau là Bát Nhã Tâm Kinh và ngũ bộ chú giúp gia tăng phúc đức phúc phận. Phúc phận tăng thì tuyệt nhiên sức khỏe cũng tốt, làm gì cũng tràn đầy năng lượng. Tốt nhất bản mệnh nên có chế độ nghỉ ngơi và làm việc hợp lý, tham gia nhiều các hoạt động tập thể, hoạt động công ích, những công việc mang ý nghĩa tích cực để giải tỏa áp lực, cải thiện các mối quan hệ, mang lại nhiều cơ hội hơn cho chính mình. Tiếp theo là xét về nữ mệnh. Xét về phương diện cuộc sống gia đạo thì tình cảm vợ chồng hòa thuận bên nhau, trong nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Đối với tuổi Tân Hợi đã ly hôn thì đây lại là một năm bất lợi về chuyện tình cảm. Không gặp được người mà mình mong muốn, đôi khi còn hay bị lừa trong chuyện tình cảm. Chuyện gia đình, tình cảm vợ chồng không được như mong muốn. Hãy thỉnh khổng tước phỉ thúy. Khổng tước phỉ thúy là vật phẩm phong thủy hàng đầu với nhân duyên. Nó được thiết kế bằng đá phỉ thúy, trên đó có hình tượng chim công được làm bằng bạc 925. Chim công là biểu tượng của sự sang trọng, quý phái, quyền quý cao sang, nên đây là một trong những vật phẩm phong thủy hàng đầu về kích tình duyên. Xét về phương diện sức khỏe năm 2020 thì phải chú ý bệnh do ăn uống hay là bị đau dạ dày và trên người có tỉ vết của dao kéo để lại. Sức khỏe không được tốt trong năm, hãy thỉnh Bát Bảo Tâm Kinh để đem lại bình an sức khỏe cho quý cô tuổi Tân Hợi. Xét về phương diện làm ăn sự nghiệp, công việc làm ăn bình thường, không có sự thay đổi về công việc tài chính, tiền bạc của quý cô Tân Hợi tiêu pha và hao tán nhiều vào cuộc sống làm ăn. Về phương diện ngoại giao thì mối quan hệ ngoại giao không được tốt, làm ảnh hưởng nhiều tới công việc. Khuyên người mệnh Tân Hợi hãy thỉnh vòng tam hợp. Tổng quan tử vi tháng của tuổi Hợi năm 2020. Tử vi tháng 1 năm 2020 âm lịch. Trong tháng đầu tiên âm lịch của năm Canh Tý thì vận trình của người tuổi Tân Hợi không ổn định, đặc biệt là ở hai phương diện tình cảm và tài lộc có nhiều biến động nhất. Trên phương diện tình cảm thì con giáp này thường hay mâu thuẫn tranh cãi với nửa kia, nhưng may mắn hai bên là thường bao dung thấu hiểu cho nhau nên thường làm hòa rất là nhanh. Khoảng thời gian đầu năm thì người tuổi này cần phải chi tiêu khá nhiều cho các hoạt động lễ lạc, giấy tờ, thủ tục nên tình hình tài chính không mấy khả quan. Do đó người tuổi này cần phải có kế hoạch chi tiêu hợp lý, không nên dành tiền vào những khoản không cần thiết. Tử vi tháng 2 năm 2020 âm lịch, tháng 2 âm lịch sự nghiệp của người tuổi này có dấu hiệu tích cực, nhờ thế mà tài chính cũng có bước phát triển khá là khả quan. Trong công việc thì bản mệnh phát huy được tính chăm chỉ, cẩn thận của mình nên thường làm vừa lòng lãnh đạo, được cấp trên đánh giá cao, đồng nghiệp yêu mến. Con giáp này có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách xuất sắc, tiền đồ thì lại rất hứa hẹn. Trên phương diện tài chính, những người làm đầu tư kinh doanh được thần tài phù trợ nên không những có thể tìm được những mối đầu tư có giá trị, đánh bại đối thủ cạnh tranh mà còn có thể tạo lập được vị thế trên thị trường, kiếm được một khoản lợi nhuận đáng ngưỡng mộ.
Đây là thời điểm thích hợp đầu tư, bản mệnh nên mở rộng các mối quan hệ xã giao và củng cố quan hệ với người quen, chuẩn bị chu đáo cho bước phát triển tương lai của mình. Tử vi tháng 3 2020 âm lịch, trong tháng 3 thì sự nghiệp của bản mệnh không có nhiều điểm sáng như tháng vừa qua, tuy nhiên thì sức khỏe ổn định không gây nên những ảnh hưởng xấu đối với sự nghiệp và cuộc sống. Trong công việc thì bản mệnh có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao khi hợp tác với đồng nghiệp. Tuy nhiên thì nếu có mâu thuẫn tranh chấp gì xảy ra mà con giáp này nên kiên nhẫn giao lưu trao đổi để đi đến quyết định cuối cùng, tránh gây tổn thất cho công ty. Về vấn đề sức khỏe thì bản mệnh thường cảm thấy mệt mỏi, uể oải do tác động của thời tiết. Vì vậy, cần chú ý rèn luyện sức khỏe, ăn uống hợp lý, có chế độ sinh hoạt khoa học. Khi có vấn đề xảy ra thì cần giữ trạng thái tinh thần tích cực, không nên lo nghĩ, tự mang lại áp lực cho bản thân. Tử vi tháng 4 năm 2020 âm lịch. Trong tháng 4 âm lịch thì chuyện tình cảm của người tuổi Tân Hợi có những bước chuyển biến tích cực hơn so với tháng trước. Tuy nhiên, con đường sự nghiệp lại vẫn còn lắm chông gai. Về mặt tình cảm thì tháng này bản mệnh cực kỳ vượng vận đào hoa, đặc biệt là với nữ mệnh còn độc thân. Bạn có thể hấp dẫn được những đối tượng khác phái, tài năng, có điều kiện tốt nhờ bản tính dịu dàng, chu đáo và tâm lý của mình. Nam mệnh thì cũng sẽ gặp được người như ý muốn nếu có thái độ chủ động và tích cực theo đuổi. Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh dễ gặp phải những sai sót nhỏ do thái độ làm việc lơ đãng, thiếu tập trung. Những điều này khiến cấp trên cảm thấy không hài lòng và mất tin tưởng vào bạn. Nếu muốn phát triển hơn nữa trong tương lai thì bản mệnh cần chấn chỉnh lại thái độ làm việc hiện giờ của mình ngay. Tử vi tháng 5 2020 âm lịch. Bước sang tháng 5 âm lịch Canh Tý thì lĩnh vực tình cảm của bản mệnh không còn vượng như tháng 4, thêm vào đó thì tình hình sức khỏe cũng không mấy lạc quan. Thời điểm này, bản mệnh không còn được nhiều đối tượng săn đuổi, hy vọng tìm được nửa kia thực sự phù hợp với mình thì khá là thấp. Vì vậy, tốt nhất bản mệnh không nên đặt nặng vấn đề này vào thời điểm này mà nên tập trung tinh thần cho sự nghiệp. Những người đã lập gia đình thì có mối quan hệ khá xa cách với con cái do công việc quá mức bận rộn. Bản mệnh cần dành nhiều thời gian để ở bên và trò chuyện với các con của mình, đồng thời không nên dồn hết trách nhiệm chăm sóc nhà cửa cho nửa kia. Tình hình sức khỏe của bản mệnh không được tốt, dễ xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, vì vậy cần phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về an toàn giao thông, tuyệt đối không lái xe khi đầu óc mệt mỏi, thiếu tỉnh táo. Tử vi tháng 6 năm 2020 âm lịch, sự nghiệp của người tuổi Tân Hợi biến động khá nhiều trong thời điểm tháng 6 âm lịch. Tuy nhiên thì xét về tổng thể thì có dấu hiệu phát triển đi lên, nhờ thế mà tài lộc cũng có những bước khởi sắc ấn tượng. Trong công việc thì những đề nghị góp ý của bản mệnh đều được cấp trên để ý và đánh giá cao, có cơ hội thể hiện năng lực của bản thân mình, góp cho sự phát triển của tập thể. Đồng thời, bản mệnh dành nhiều thời gian để tiếp xúc với đồng nghiệp, khiến môi trường làm việc trở nên nhẹ nhàng, thân thiện, giảm bớt được rất nhiều áp lực. Trên phương diện tài lộc thì con giáp này có thể gặp được những mối đầu tư mang lại tính thách thức, nhưng nhờ có sự tự tin và khả năng đánh giá tình hình chuẩn xác nên bạn đưa ra được những quyết định sáng suốt, tránh được những tổn thất không đáng và kiếm được khoản lời lãi khá khá cho mình. Tử vi tháng 7 năm 2020 âm lịch, tài lộc của người tuổi Tân Hợi vẫn tiếp tục phát triển đi lên so với tháng trước, tuy nhiên thì tình cảm lại vướng phải nhiều rắc rối nghiêm trọng. Những người làm việc trong lĩnh vực nhà hàng, du lịch, dịch vụ có thể kiếm được nhiều khoản tiền lãi trong khoảng thời gian này, lại có thêm thần may mắn phù trợ nên khả năng bản mệnh có thể phát tài nhờ vận may của mình. Tử vi tháng 8 năm 2020 âm lịch, sự nghiệp của bản mệnh có bước tiến khá là vững vàng, tổng thể có dấu hiệu phát triển, tuy nhiên tình trạng sức khỏe lại xuống dốc rõ ràng trong thời điểm tháng 8 âm lịch. Người đã đi làm phải chịu trách nhiệm nhiều nội dung công việc, có nhiều khi phải tăng ca thức khuya, tuy nhiên bản mệnh không nên lấy đó làm khó chịu. Năng nhặt chặt bị rồi bản mệnh sẽ tìm được cơ hội khẳng định bản thân ngay vào tháng này. Những công việc bạn phụ trách đều được hoàn thành đúng thời gian và có kết quả rất tốt. Điều này sẽ khiến lãnh đạo nhìn bạn bằng đôi mắt khác xưa. Có điều trong tháng, sức khỏe có dấu hiệu giảm sút vì những người làm văn phòng thường ít di chuyển, vận động nên dễ khiến xương cốt thoái hóa. Do đó, nếu có thời gian rảnh thì nên dành thời gian rèn luyện cơ thể, ăn uống khoa học và đều đặn. Tử vi tháng 9 năm 2020 âm lịch. Trong tháng 9 âm lịch thì sự nghiệp của người tuổi Tân Hợi có nhiều thay đổi so với tháng trước, tuy nhiên chuyện tình cảm vẫn không có dấu hiệu khả quan.
Trong công việc thì có thể đôi khi bản mệnh cảm thấy mệt mỏi, tuy nhiên bạn vẫn giữ được tinh thần tích cực, hết mình và có trách nhiệm với công việc được phân công. Để giảm căng thẳng stress, bản mệnh có thể tâm sự với những người đáng tin tưởng, chăm chỉ vận động hoặc tham gia các chuyến du lịch ngắn ngày. Trên phương diện tình cảm, nếu muốn chạm tay được tới hạnh phúc thì bản mệnh cần giữ thái độ chủ động hơn. Nếu gặp được người như ý muốn, hãy mạnh dạn là người kéo gần khoảng cách giữa đôi bên. Nếu không thì rất có khả năng hai người sẽ chỉ là mối quan hệ xã giao lướt qua nhau mà thôi. Tử vi tháng 10 năm 2020 âm lịch, tháng 10 âm lịch năm Canh Tý, người tuổi Tân Hợi tiếp tục gặp may trên con đường tài lộc. Thế nhưng sức khỏe có dấu hiệu giảm sút, đặc biệt là vào khoảng thời gian nửa cuối tháng. Nhờ có thành tích làm việc tốt, bản mệnh được lãnh đạo đánh giá cao nên cơ hội thăng chức, tăng lương nằm ngay trước mắt. Ngoài ra, các lĩnh vực đầu tư của con giáp này cũng thu được khoản lợi nhuận đáng mừng, khiến cho cuộc sống của bản mệnh trở nên dư dả, có thể thoải mái tận hưởng mọi điều mình yêu thích. Tuy nhiên, về vấn đề sức khỏe, bản mệnh dễ mắc phải những căn bệnh như cảm cúm, nhức đầu, dạ dày, vì thế cần ăn nhiều đồ tươi, rau, hoa quả, tránh các món cay nóng. Đồng thời, nếu có thể có những dấu hiệu bất thường thì nên tranh thủ thời gian đi khám ngay, không nên chần chừ kéo dài thời gian mắc bệnh. Tử vi tháng 11 năm 2020 âm lịch, vào tháng 11 âm lịch thì người tuổi này không được thuận lợi trên con đường sự nghiệp, đặc biệt là nửa cuối tháng có thể xuống dốc nghiêm trọng, tài lộc cũng chịu sự ảnh hưởng nên không có tín hiệu lạc quan. Tuổi Tân Hợi thường hay mắc phải sai sót trong công việc, dễ mâu thuẫn với cấp trên và đồng nghiệp, đắc tội với mọi người xung quanh. Bản mệnh cần phải biết kiềm chế bản tính nóng này của mình. Trước khi nói hoặc là làm gì, cần phải suy tính kỹ càng, không nên đem những bức xúc trong tình cảm, cuộc sống vào công việc. Phương diện tài lộc thì người tuổi Tân Hợi dễ bị trừ lương vì những sai lầm của mình mắc phải trong công việc nên cuộc sống không được dư giả như mọi khi. Cần phải có kế hoạch chi tiêu hợp lý, tốt nhất là cần tiết kiệm, tránh tiêu xài cho những món đồ không cần thiết. Tử vi tháng 12 năm 2020 âm lịch, trong tháng cuối cùng của năm Canh Tý thì tổng thể vận trình của người tuổi Tân Hợi không có nhiều tín hiệu lạc quan, nhất là trên phương diện sự nghiệp và tình cảm. Trong sự nghiệp, bản mệnh thường không hiểu hoặc là hiểu nhầm ý của cấp trên, rất dễ dẫn đến làm việc không đúng mục đích, không đạt được đến hiệu quả như mong muốn. Đặc biệt, những người làm trong lĩnh vực thiết kế, biên tập thì rất dễ mắc phải sai sót, thậm chí đánh mất sự tự tin của mình. Tuy nhiên, thất bại là mẹ thành công, bản mệnh không nên nản lòng mà cần phải tiếp tục giữ vững tinh thần, cố gắng, nhận ra điểm yếu của mình để có kế hoạch sửa chữa, bồi dưỡng kịp thời. Trên phương diện tình cảm, người độc thân khó có thể tìm được đối tượng như ý, còn những người đã lập gia đình thì dễ xảy ra mâu thuẫn, hiểu lầm với nửa kia. Bản mệnh cần giữ bình tĩnh và dành thời gian trò chuyện với nửa kia nhiều hơn. Hóa giải phong thủy theo phi tinh năm 2020. Theo tử vi 12 con giáp năm 2020, người tuổi Tân Hợi vận trình không mấy khởi sắc, thậm chí còn vướng phải những chuyện thị phi, mâu thuẫn nữa. Tiền bạc thì tiêu tốn ngoài dự kiến, sự nghiệp thì bị tiểu nhân hãm hại, thành quả gần tới tay còn bị nẫng tay trên, thậm chí còn có nguy cơ vướng phải họa thị phi, quan tụng. Chuyện tình cảm cũng không được như ý, người có đôi vì mâu thuẫn mà tình cảm rạn nứt, song với người độc thân thì đây lại là khoảng thời gian đáng nhớ khi đôi bên bắt đầu suy nghĩ tới việc về chung một nhà. Theo tử vi năm 2020, tứ lục tinh chủ về công danh sự nghiệp bay vào phương Tây Nam trong nhà, đây cũng chính là văn xương vị năm Canh Tý. Mệnh chủ có thể đặt phòng làm việc hay là bàn làm việc ở vị trí này trong nhà để vận trình sự nghiệp được thúc đẩy. Ngoài ra, người mệnh này có thể sử dụng một số vật phẩm phong thủy cát tường giúp ích cho con đường công danh như thuyền buồm phong thủy, tháp văn xương hay là tượng vòi hoàng ngọc. Ở phương vị của hỷ thần là góc chính nam trong nhà, gia chủ tuổi Hợi có thể đặt tượng kỳ lân phong thủy để vượng vận quý nhân, đón cả tin vui về tình cảm và công việc. Như đã hứa ngay từ đầu thì chúng tôi có nói sẽ tặng quà cho các bạn tuổi Tân Hợi, Thái Tuế Phủ là bùa may mắn cho mình để nhận quà, cũng như thỉnh các vật phẩm phong thủy cho. Để nhận quà cũng như là thỉnh các vật phẩm phong thủy cho mình, các bạn hãy liên hệ hotline với chương trình. Chuyên viên phong thủy may mắn sẽ giải đáp cho các bạn mọi thắc mắc về tử vi phong thủy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Để thể hiện quan điểm của mình, các bạn hãy để lại bình luận cá nhân bên dưới để phong thủy may mắn tiếp tục hoàn thiện và phát triển nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những chương trình tiếp theo.